Xin kính chào các bạn. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng học về cách nghiên cứu bóng đổ cũng như tiến hành một vài cái nghiên cứu về năng lượng trong phần mềm Formic để giúp các bạn có thể thiết kế công trình một cách bền vững hơn. Trong bài học lần trước, chúng ta đã cùng nghiên cứu về việc xây dựng cái công trình sử dụng level hay tạo ra hiện trạng cho công trình như thế này. Thì việc hiện trạng công trình cũng như là mình đã thiết lập chính xác cái vị trí địa lý cũng như là sử dụng các trạm thời tiết sẽ giúp các bạn có thể là tiến hành phân tích năng lượng một cách rất là chính xác như sau. Đầu tiên các bạn sẽ thấy chúng ta có biểu tượng hình mặt trời đây để nghiên cứu mặt trời và bóng đổ. Phím tắt là DS. Các bạn sẽ thấy chúng ta có công cụ Shadow, các bạn có thể kích nó để hiển thị bóng đổ. Ngoài ra các bạn sẽ thấy chúng ta có thể thiết lập ngày tháng ở đây. Và thông thường khi chúng ta nghiên cứu về năng lượng thì chúng ta sẽ thường sử dụng 4 ngày trong năm, 4 ngày đặc biệt, đó là ngày Đông Chí, Hạ Chí và Xuân Thu Phân. Thì các bạn sẽ thấy Formic đã tích hợp sẵn chúng ta ở đây. March là ngày Xuân Phân, June là ngày Hạ Chí, đây là Thu Phân và cuối cùng là Đông Chí. Thì thường các bạn sẽ nghiên cứu chủ yếu là 4 ngày này. Và đặc biệt là ở thời tiết ở Việt Nam chúng ta sẽ nghiên cứu chủ yếu là mùa hè, tức là ngày Hạ Chí. Ở đây mình sẽ sử dụng ngày Hạ Chí để làm ví dụ. Thì các bạn sẽ thấy rằng khi chúng ta bật cái bóng đổ vào ngày Hạ Chí, chúng ta sẽ có những cái dữ liệu về bóng đổ như sau. Các bạn có thể là thay đổi cái giờ giấc trong ngày. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ có công cụ đây. Và thường chúng ta sẽ nghiên cứu hai thời điểm trong ngày là thời điểm vào 9 giờ sáng lúc mặt trời ở phía đông, và là thời điểm vào 3 giờ chiều lúc mặt trời phía tây, cũng là lúc mà mặt trời nó sẽ gay gắt nhất. Đấy. Và các bạn thấy rằng khi chúng ta bật cái bóng đổ lúc 3 giờ chiều để chúng ta áp dụng lên cái công trình này thì các bạn sẽ thấy cái việc các công trình hiện tại xung quanh nó sẽ đổ bóng lên công trình của chúng ta. Ví dụ như đây chúng ta sẽ thấy bóng đổ nó sẽ đổ che khuất cả một cái mảng tường này. Đấy. Thì việc nghiên cứu bóng đổ như thế này sẽ giúp các bạn đề xuất ra được những cái giải pháp che chắn nắng, che mặt đứng sao cho nó hợp lý và tiết kiệm. Đấy. Thì đấy là cái tác dụng của việc các bạn có thể nghiên cứu bóng đổ như thế này trong ngày như thế này. Tiếp theo các bạn có thể làm gì nữa? Đó là các bạn có thể tiến hành một vài cái phân tích về bức xạ mặt trời. Ở đây các bạn sẽ kích vào biểu tượng này và các bạn sẽ thấy dòng chữ Solar Analytics ở đây. Các bạn có thể kích vào đây. Thì Formic cho chúng ta hai lựa chọn để phân tích, một là month peak hay là year. Nghĩa là chúng ta sẽ phân tích theo những cái tháng cao điểm trong năm, hoặc chúng ta sẽ phân tích toàn bộ cả năm. Ở đây giả sử như mình chọn chế độ month peak này. Đấy. Các bạn sẽ thấy chúng ta có công cụ là các công cụ chọn cái khoảng thời gian. Tức là chúng ta sẽ chọn từ January cho đến tháng nào. Ví dụ ở đây tháng 6 chẳng hạn. Sau đấy các bạn hãy chọn cho mình các mặt phẳng để các bạn có thể tiến hành phân tích năng lượng. Ví dụ ở đây mình chọn mặt phẳng này chẳng hạn. Đấy. Mình cũng có thể chọn thêm một vài mặt phẳng như đây. Đấy, tùy các bạn chọn cái mặt phẳng các bạn mong muốn. Sau khi chọn xong, các bạn sẽ thấy cái dòng chữ Analyze này nó sáng lên và các bạn có thể kích vào đây. Phần mềm nó sẽ tính toán cho các bạn cái mức độ bức xạ mặt trời trong những cái tháng nó sẽ như thế nào. Các bạn chờ trong giây lát. Đã xong, các bạn sẽ thấy chúng ta đã phân tích được một cái giải màu như thế này. Và tương ứng mỗi màu này chúng ta sẽ có một cái đơn vị. Các bạn sẽ thấy đơn vị của chúng ta đây là Watt/giờ trên mét vuông. Tức là cứ mỗi mét vuông thì nó sẽ nhận được bao nhiêu đơn vị watt, năng lượng là watt trên 1 giờ. Thì các bạn sẽ thấy tùy vào mỗi màu và chúng ta sẽ đề xuất ra phương pháp. Ở đây nó cao nhất là màu vàng thì nó trên làm diện mái và nó sẽ giảm dần. Các bạn sẽ thấy ở đây do có bóng đổ của công trình nó che chắn. Đấy, nên nó sẽ giảm dần ở đây. Và các bạn có thể đưa chuột vào đây và nó sẽ sáng lên cho bạn ở cái vị trí đấy là bao nhiêu watt giờ trên mét vuông. Đấy. Hoặc các bạn cũng có thể chọn là chế độ Year Cumulative này. Đấy, cái này sẽ giúp các bạn đánh giá toàn bộ cả năm. Thì giả sử mình chọn cái này chẳng hạn. Sau đấy tương tự chúng ta cũng chọn các mặt phẳng mà chúng ta muốn phân tích. Đấy, giả sử như mình chọn những cái này. Sau đấy tương tự chúng ta cũng kích vào Analyze. Đã xong, các bạn sẽ thấy chúng ta có các giải màu thế này. Và cũng tương tự chúng ta sẽ tương ứng với các cái đơn vị là kWh trên mét vuông. Và các bạn có thể đưa chuột vào đây để xem, ví dụ như cái mặt phẳng vị trí mái này, một năm nó sẽ nhận bao nhiêu, là 1483 kWh trên mét vuông. Đấy. Thì việc nghiên cứu bóng đổ kết hợp với nghiên cứu cái tác động của bức xạ mặt trời vào công trình sẽ giúp các bạn đề xuất ra cái phương pháp để tiết kiệm năng lượng cho công trình bằng các hình thức như là design mặt đứng khối công trình, thiết kế mặt đứng với các hệ thống lam chắn nắng. Đấy, hoặc là bố trí công năng phòng cho thế nào cho nó hợp lý với công trình của chúng ta. Thì đấy là một trong những cái bước quan trọng để giúp các bạn có thể thiết kế công trình bền vững trong phần mềm Formic. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip lần sau.